Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ thêm một chiếc xe nữa, đó là chiếc Canon D2. Khung carbon, càng cũng carbon luôn. Cặp vành thì nhôm của Mavic cừ. Chiếc Canon D2 này, tay lắc là Ultera ngàn thắng và cô đê cũng Ultera. Chỉ có dò dĩa là khác thôi. Giá mới của chiếc Canon D2 này hồi năm 2012 là 69 triệu ạ. Hiện tại bán lại với giá là 28 triệu 600 ngàn ạ. Chiếc này có size là 50 cho quý các bạn có chiều cao 1m65 và 1m75 ạ. 2 x 10. Khung carbon càng carbon mà có thêm Ultera nữa. Vậy thấy giá bán như vậy cũng tốt quá, không đánh đổi quá xa đắt. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo chiếc Canon D2 này. Mai ơi, ma viết cử. Dò dĩa là SLK. Mày ơi, phía sau cũng của Mai Viết Cừ luôn. Cụ đề Ultera. Thay cụ đề clip, dò dĩa và tay lắc. Khung sườn cũng không có vấn đề gì. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu xin liên lạc em qua Zalo ạ. Dạ, còn video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ.
Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.